À, khi chúng ta chụm vào thì nó sẽ như thế này nhé. Chúng ta có thể soi lên đến trên 100 mét. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những mặt hàng về những thiết bị quang học cũng như là những thiết bị điện tử rất là xịn từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đến từ thương hiệu đèn pin Zentus của Nhật Bản nhé. Cái đèn pin này thì bên mình cũng giới thiệu một vài cái loại, một vài cái clip tổng hợp rồi đấy. Thì mọi người có thể tìm ở trên kênh. Cái thương hiệu Zentus là một thương hiệu rất rất nổi tiếng ở trên thế giới. Về cái độ bền, độ hoàn thiện cũng như là những cái độ sáng của sản phẩm nhé. Đặc biệt về độ bền thì nó sẽ ăn đứt những cái dòng sản phẩm đến từ những thương hiệu của Trung Quốc. Hãng của Nhật nhưng mà vẫn sản xuất tại Trung Quốc nhé. Nó giống như là những cái hãng nổi tiếng như là Apple hay là Samsung thì vẫn phải sản xuất ở nước thứ ba. Vì như thế thì là sẽ làm hạ giá thành. Nếu mà sản xuất ở bên Nhật thì nó sẽ giá thành rất là cao. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mang cái mã là VKS343HD. Đây là dòng sản phẩm đèn pin đội đầu rẻ nhất tại bên mình. Bên mình có 3 cái sản phẩm đội đầu như này nhé. Đây là 3 sản phẩm đội đầu của Zentus này. Đấy, 3 sản phẩm đội đầu. Đó. Xếp theo mức giá nó sẽ như thế này nhé. Đấy. Còn bên mình có 5 cái dòng của 5 cái dòng cầm tay của Zentus nhé. Thì bên mình cũng đều đăng ở trên kênh Điện tử Thái Thắng ấy. Mọi người đăng ký vào xem lại nhé. VKS343HD này thì có cái những tính năng gì? Đây, nó có cái độ sáng của nó lên đến 320 lumen nhé. 320 lumen thì mọi người tưởng rằng nó sẽ quá là nhỏ, nhưng mà thực ra thì 320 lumen nó rất là lớn rồi, rất là phù hợp cho những cái người dùng cá nhân đấy, đi tham quan du lịch, đi leo núi, rồi là cắm trại, sử dụng trong gia đình, những cái công việc mà cần phải sử dụng tay, ví dụ như là sửa chữa ở nhà cần sử dụng tay leo núi như chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này nhé. Với cái tiêu chuẩn là IP64 thì chúng ta hoàn toàn có thể đi mưa được nhé. Đấy, và cái này nó có làm theo cái tiêu chuẩn quân đội nên là nó chống va đập rất là tốt, ở cái độ cao là 2m nó vẫn có thể rơi mà không sao nhé. Đây tem điếc, tem vạch đầy đủ nhé. Bên mình là nhập khẩu chính hãng Zentus từ Nhật Bản, và đây là cái sản phẩm Make in Thái Lan. Đó. Thì có một số sản phẩm của Zentus thì được làm từ Trung Quốc, tức là lắp ráp tại Trung Quốc hoặc là lắp ráp tại nước thứ ba là Thái Lan. Mọi người có thể lên trang của Zentus này nhé. Đây là trang chính hãng của Zentus này. Còn đây là những cái mức độ sáng của nó. Nó có 3 mức độ sáng và một cái đèn đỏ báo hiệu nhé. Đèn đỏ báo hiệu ở bên hông này. Đấy, thì là nó có 320 lumen thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 giờ. Còn 15 lumen thì nó phải rơi vào tầm khoảng 53 giờ nhé. Nó có thể chiếu xa được đến 146m, tiêu chuẩn IP64. Mọi người sử dụng pin 3 nhé. Bây giờ thì mình sẽ bóc hộp sản phẩm này. Cách cấm gói rất là thông minh luôn. Cảm quan về sản phẩm. Đó. 3 viên pin. Dây này là cái dây co giãn nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng được với nhiều kích thước đầu khác nhau. Đầu của người khác nhau. Từ nam nữ rồi là đến những người trưởng thành đều có thể sử dụng được hết nhé. 343HD thì là nó được làm từ nhựa nhé. Nhựa này là nhựa ABS nên là có khả năng chống chịu va đập rất là tốt. Này, chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra để nắp pin vào. 3 quả pin 3 nhé. Này, chúng ta có thể thấy thương hiệu Zentus. Nó được in ở mọi nơi. Từ dây đến thân đèn. Còn đây là mã sản phẩm nhé. Bóng led của Zentus này thì có tuổi thọ lên đến 100.000 giờ nhé. Tức là có thể sử dụng được đến 5, 7 năm, thậm chí là 10 năm nếu mà sử dụng ít hơn. Còn đây là những cái thấu kính hội tụ này. Thì phải có cái thấu kính này thì chúng ta mới có thể zoom được, zoom xa, zoom gần được nhé. Vặn cái núm xoay này là zoom nhé. Thấu kính của nó cũng rất là trong luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Xem cái cuối clip thì mình sẽ ra ngoài trời và thử cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ thử một cách bình thường thôi. Đây, mình sẽ tháo cái khay này ra nhé. Đấy, và lắp 3 viên pin vào đây. 3 viên pin 3A nhé. Chúng ta có thể sử dụng pin sạc khi chúng ta mua ở siêu thị nhé. Pin sạc của pin 3 này. Wow, nhỏ nhưng có võ, chúng ta có thể thấy là trọng lượng của nó rất là nhẹ nhau. Trọng lượng nhẹ mà cái kích thước của nó cũng nhỏ. Cái này chỉ cần cho vào cái túi quần thôi. Đó, cho vào ba lô, túi sách, cho vào bất kỳ đâu cũng được. Rất là nhỏ gọn nhưng mà độ sáng của nó rất là sáng luôn. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đó, quá là sáng luôn. Thì lát nữa thì mình sẽ ra ngoài trời và xem cái độ sáng của nó như thế nào. Đây là zoom tụ lại nhá.
tua đại thì chúng ta có thể soi được xa, ví dụ như soi ao cá hay là cần soi đường. Còn khi tỏa ra thì chúng ta có thể dùng để leo núi hay là gì đó, soi ở ly gần và tỏa ra, rồi là sửa chữa ô tô chẳng hạn đó. Đây này, đây cái mặt trước của nó, nó có cả cái đèn đèn đỏ để báo hiệu nhá. Đây, đây là chính là đèn đỏ. Đèn đỏ này để dùng để khi chúng ta trên đường có gặp cái trục trặc gì về xe cộ thì chúng ta có thể dùng cái đèn đỏ này để báo hiệu là chúng ta cần phải cần có sự trợ giúp. Đấy, ấn giữ là nó có đèn đỏ nó sẽ nhấp nháy. Chúng ta cần phải trợ giúp, cần tín hiệu SOS. Đó. Hoặc là đang dắt bộ trên đường mà trong đêm tối là tầm nhìn nó hạn chế thì nó có thể nó đâm vào từ đằng sau mình, thì có cái đèn này thì nó sẽ biết là có người dắt bộ chẳng hạn là như thế, trong những cuộc đi phượt chẳng hạn. Và cái đèn này có thể cụp xuống như này được nhá. Cụp xuống như này thì ví dụ như chúng ta soi ở dưới đang đi đường chẳng hạn, chúng ta cụp xuống dưới như này, chúng ta có thể cụp xuống dưới như này. Đấy. Cụp xuống đến 80 độ này. Đấy, tầm tầm đấy. Và bây giờ mình sẽ cùng mọi người ra ngoài trời và thử nghiệm cái đèn pin đội đầu Gentus siêu sáng VKS 343HD này nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là màn đêm tối đen luôn. Đó. Thì cái đèn này nó sẽ vừa có chiếu zoom tụ tỏa nhá. À, đây là đang để tỏa này. Các độ sáng khác nhau. Từ 320 lumen là lớn nhất. À, và đây là cái đèn đỏ nhá. Cái đèn đỏ này thì có rất là nhiều tác dụng khác nhau khi chúng cần phải hỗ trợ cứu nạn. Zoom này. À, khi chúng ta chụm vào thì nó sẽ như thế này nhé. Chúng ta có thể soi lên đến trên 100m. Đó, soi ra tận những cây kia. Tầm 100m, gần 100m. Đó, độ sáng của nó. Độ sáng cái này thì thừa sức ở trong gia đình rồi nhé. Trong gia đình thì có thể sử dụng được. Cái độ sáng thấp nhất là 15 lumen thì nó có thể lên đến 53 giờ nhé. 100m. Còn đây là ví dụ về những cái sản phẩm đèn cầm tay của Gentus nhé, cũng rất là chất luôn. Đó là hoàn thiện rất là chất chơi nó nhé. Và để mua cái sản phẩm đèn pin đội đầu chuyên dụng Gentus VKS 343HD hoặc là những cái sản phẩm khác của Gentus thì mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc truy cập vào trang web điện tử thái thắng.com. Bên mình có để giá ở trên đấy. Và đặc biệt là trong cái thời gian này thì bên mình đang khuyến mãi cái sản phẩm, những sản phẩm Gentus này thì giảm giá mạnh từ 25-30% nhé. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.